Phương án đi con 2 của đỏ là tốt 9 tiến 1. Đen lên xe kỵ hà, nước cờ tích cực. Đen còn hai khả năng khác. Một là đen đi pháo 2 tiến 4. Cờ đỏ chủ động. Hai là đen đi sĩ 4 tiến 5. Cờ đen mất quân. Như đen xe 4 tiến 4. Đỏ bình xe bắt mã. Nước cờ chặt chẽ. Đổi lại như đỏ đi tốt 3 tiến 1. Cờ đen phản tiên. Như đỏ xe 2 bình 3. Đến đây, cờ đen có hai khả năng đi quân. Một là xe 7 bình 2 và hai là xe 7 tiến 1. Khả năng đi quân cho cờ đen xe 7 bình 2. Đỏ đi tốt là nhằm giữ tốt. Cờ đỏ duy trì lợi thế. Đen ăn mã. Cờ đen không cách nào hay hơn. Đổi lại, đen đi pháo 5 bình 9. Cờ đỏ ưu thế lớn. Như đen xe 2 tiến 5. Đỏ nhảy mã công sát, đánh trúng điểm yếu của đen. Đến đây cờ đen khó thể chống đỡ.
đen xe 2 bình 4. Đổi lại, đen đi xe 2 bình 6. Cờ đỏ tất thắng. Như đen, xe 2 bình 4. Cờ đỏ thắng thế. Mời các bạn xem lại các nước đi. Cờ đỏ thắng thế. Khả năng đi quân 2 của đen là xe 7 tiến 1. Đỏ bay tượng ra viên. Đổi lại, như đỏ đi xe 3 bình 4. Cờ đen ưu thế. Như đỏ tượng 3 tiến 1.
Cờ đen ưu thế. Mời các bạn xem lại các nước đi. Cờ đen ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.